Chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Cuộc Sống Cao Nguyên. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về cái cây bơ bút nhé. Đây là cây bơ bút này, vườn nhà mình đấy. Rất là sai quả các bạn ạ. Năm nay là năm đầu tiên mới ra, cho nên là ra rất là sai. Và đặc biệt của cái giống bơ bút này ăn rất là ngon các bạn ạ. Năm đầu nhưng mà ra rất là sai quả luôn. Thì hôm nay mình làm một cái video này để chia sẻ với lại tất cả các bạn về cái cách trồng bơ bút, làm sao mà cho nó nhanh ra quả mà nó lại bền bơ các bạn nhé. Đây thì giới thiệu với các bạn, đây là giống bơ bút nhà mình mới trồng năm nay, là mới được năm thứ hai. Vì sao mà có một số bạn lại nói là có đến năm thứ hai mà sao lại cây lại to như thế này và quả nhiều như thế? Thì hôm nay mình cũng xin bật mí cho các bạn biết về cách bí quyết để trồng và chăm sóc bơ bút cho nó nhanh tốt và mau ra quả nha các bạn. Thì muốn trồng được cây bơ bút nhanh tốt như thế này thì trước tiên á, các bạn ăn tất cả các loại bơ, ăn các loại giống bơ khác ấy. Các bạn bất cứ là bơ thường hay là bơ gì đó, các bơ thường ấy, các bạn ăn xong rồi các bạn lấy cái hạt đó, các bạn một là có thể là trồng trực tiếp, hai là có thể các bạn ươm vào bầu, khi mà nó nảy rồi thì các bạn đem ra vườn các bạn trồng. Và trồng được một thời gian, khi mà chăm sóc mà bơ mà lên được khoảng cái tầm 1 mét hoặc hơn 1 mét một tí là các bạn đốn ngọn đi và các bạn chiết cành. Thế thì đây là cái thân của cây bơ bình thường nhé các bạn. Mình cũng ăn hạt ra rồi mình trồng. Khi nó nảy lên được đến 1 mét thì là mình cắt cái ngọn đi rồi mình ghép. Mình ghép thì cũng xin giới thiệu với các bạn là các bạn xin các bạn đi tìm cái cành bơ bút á. Nếu các bạn muốn ghép giống bơ bút thì các bạn tìm cái cành bơ bút này, lấy những cái ngọn của nó, đừng có lấy những cái ngọn già quá mà cũng đừng có lấy cái ngọn non quá. Đó, thì các bạn lấy những cái ngọn như vậy rồi về các bạn ghép vào cái cây bơ mà mình mới trồng á. Nhưng mà các bạn phải lưu ý là khi các bạn tìm mồi để ghép ấy, thì các bạn tìm đi chọn giống bơ nhé. Và chọn cái giống bơ nào mà các bạn thích ghép là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn phải tìm cái cây nào á, mà mình định lấy mồi á. Thì trong cái thời gian mình lấy mồi á, thì mình đừng có chăm sóc. Mình không được bón trong cái thời kỳ mà mình bón phân á, đó, hoặc là bón đạm á, cho nó tốt lên á, thì các bạn mà lấy ngọn về các bạn ghép thì nó sẽ bị chết. Cho nên là các bạn hãy tìm cái mồi của cái cây bơ á, mà nói chung là đừng có chăm sóc, vất kệ nó, tự nó. Thì các bạn ghép thì sống 100%. Đó, và các bạn lưu ý một điều là các bạn phải lấy cái mồi bơ á, của cái cây nào mà nó ra quả rồi á, thì rất là nhanh. Khi mình về mình ghép là nó sẽ có quả ngay các bạn ạ. Đó, và khi mà mình trồng xuống á, mình trồng cái cây bơ thường xuống và mình ghép lên á, là cái cây bơ nó rất là bền, nó ăn được lâu.
Đấy, nó lâu mà nó lại quả nó là nhiều. Quả rất là nhiều. Mà sai trái. Đây, các bạn xem. Thì thực tế ở vườn nhà mình đây là mình ghép nhé. Mình ghép bơ bút. Nhưng mà đặc biệt của cái giống cây bơ bút này á, thì bây giờ là vẫn chưa phải là mùa thu hoạch của bơ đâu các bạn. Phải rất là lâu. Nếu mà để già là phải cái dịp giáp Tết người ta mới thu. Nhưng mà thường thường là người ta khi nào mà bơ này nó để được rất là lâu, khi mà nó đã chín rồi thì để nó già bơ rồi á, mà mình muốn hái về ăn á, là phải để được nhiều ngày sau rồi nó mới chín nhá. Đấy, đặc biệt của cái giống bơ bút là như vậy. Đấy, rất là mà ăn ở bên trong ấy rất là béo và ngậy. Ăn không biết chán luôn. Đấy, các bạn thấy không? Cây bơ rất là sai luôn. Lủng lẳng. Quả rất là nhiều. Đấy. Thì hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn về cái cách mà chăm sóc bơ cũng như là cái cách mà để cho bơ mau ra quả đấy. Thì cái kỹ thuật ghép thì như những video khác trước là mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Đó. Các bạn thấy rất là sai luôn, trĩu cành luôn đấy. Nó nấp vào trong những cái lá này nữa. Quả rất nhiều. Trái đặc biệt của bơ bút này, trái của nó giống như quả cam sành như các bạn. Đó. Rất là sai. Thì chia sẻ cho các bạn về cái bí quyết mà làm cho bơ nhanh ra quả cũng như là bơ bền, cây bơ nó được sống được lâu, bền bơ. Thì mình cũng chia sẻ như vậy để cho các bạn tham khảo. Về bạn nào có nhu cầu mà muốn trồng bơ bút ấy, thì các bạn tham khảo nhé. Và các bạn nên á, chứ các bạn đừng có nên là đi ra ngoài những cái tiệm hàng cây giống người ta bán sẵn, người ta ghép sẵn như vậy rồi thì mình về mình trồng á, là nó cái tỷ lệ của nó sống thì rất là thấp, và lại là nó không được ưng ý. Và cái khi mà nó, nếu mà nó có sống rồi ấy, thì nó cũng rất là ngắn. Nó rất là ngắn bơ, nó chỉ được mấy năm là nó sẽ chết thôi. Cho nên là muốn bền bơ là các bạn nên là ăn cái loại bơ thường á. Đó, mình nên nhắc lại là các bạn nên ăn tất cả những hạt bơ thường á, rồi các bạn đem, các bạn một là trồng trực tiếp, hai là các bạn bỏ vào trong bầu. Khi nào mà nó nảy lên rồi thì các bạn đem ra các bạn trồng. Đó, và khi trồng xuống rồi được khoảng 1 mét nhé các bạn. 1 mét là các bạn ngắt ngọn đi rồi các bạn ghép. Thì các bạn ghép là phải chú ý là phải tìm những cái giống bơ. Là mình định ghép giống bơ gì. Và cái mồi của bơ cũng rất quan trọng nhé. Đấy. Mồi là các bạn phải tìm những cái mồi là mồi già, mồi vừa bánh tẻ thôi, chứ không phải là già mà cũng không phải là non. Mà đặc biệt của cái cây bơ mà mình lấy mồi đó là trong cái thời gian mình lấy mồi là mình cũng không được chăm sóc. Mình không được bỏ phân. Thì nó mới sống, cái tỷ lệ sống nó rất là cao. Đó. Và cái mồi của cây bơ là phải có quả rồi. Đó. Thì nó nhất rất là nhanh ra quả các bạn. Thì hôm nay mình làm cái clip này để chia sẻ với các bạn về cái cách trồng bơ nhanh ra quả cũng như là cái để cho bơ được sống được lâu á. Thì cái đời sống của cây bơ thường 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 nó chỉ được mấy năm là nó tàn thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn trồng như vậy như mình chia sẻ thì nó rất là được lâu. Đấy, mà bơ lại mau ra quả, quả rất là sai trái. Mong các bạn, bạn nào có nhu cầu trồng bơ bút ấy, thì tham khảo qua cái video của mình nhé. Và mong các bạn luôn ủng hộ mình. Thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn các bạn lại những video lần sau nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.